Mình chào bà con và các bạn đến với kênh Liên Nguyễn Hòa nhà vườn Ngân Nguyễn nha. Hôm nay giao lưu hoa giấy thành phẩm ghép nhiều màu đẹp nha bà con. Mời bà con và các bạn mình cùng gặp Ngân Nguyễn để chi tiết và báo giá luôn ạ. Rồi anh chào Ngân. Dạ em chào anh Liêm ạ. Chào cô chú anh chị trên kênh Liêm Nguyễn. Hôm nay nhà vườn em có về một số hoa giấy như là phớt hồng này, dưa hấu, cẩm thạch tím, tím bướm, muốn giao lưu với quý cô chú anh chị gần xa. Trước tiên em xin chân thành cảm ơn quý cô chú trong thời gian qua luôn tin tưởng và ủng hộ nhà vườn em ạ. Đặc biệt vườn của em là bao sóng bao ship toàn quốc luôn nha quý cô chú. Đầu tiên là em xin nhờ một cây số 1 là một cây phớt hồng sakura. Chiều cao là 65. Tán ngang là 80 ạ. Hoành là 10. Mã số 1 thì em xin giao lưu là 160k bao phí ship ạ. Mã số 2 là một cây cẩm thạch tím lá nhỏ siêu hoa hả quý cô chú. Chiều cao là 65. Tán ngang là 40. Hoành là 12 ạ. Nhỏ mini nhưng mà siêu hoa lắm nha quý cô chú. Mã số 2 này em xin giao lưu là 150k bao phí ship ạ. Mã số 3 là một cây dưa hấu. Cây này lan lên hoa rực rỡ quý cô chú. Chiều cao là 80. Tán ngang là 70 ạ. Dưa hấu thì nó rất là nhiều hoa luôn. Lá thì nó khi mà lên hoa nó rụng ít lá rồi hả quý cô chú. Còn hoa thì rất là xiên. Hoành là 18 ạ. Đế sạch. Mã số 3 này em xin giao lưu là 180k bao phí ship. Mã số 4 cũng là một cây hai màu lửa, cam lửa và tím lửa ạ. Chiều cao là 85. Hoành là 15. Những cây này là những vết cắt của nhánh nha cô chú. Em đã xử lý keo rồi, từ từ là nó sẽ liền lại. Mã số 4 này em xin giao lưu là 170k em bao phí ship ạ. Mã số 5 cũng là một cây hai màu lửa, tím và cam lửa. Chiều cao là 85. Tán ngang là 60 ạ. Hoành là 14. Cây này một đế một thân hiếu hưu chú. Mã số 5 này em xin giao lưu là 150k bao phí ship ạ. Mã số 6 là một cây Himaget, là người ta còn gọi là cành vàng lá ngọc đỏ hiếu hưu chú. Himaget ạ. Chiều cao là 70. Tán ngang là 60 ạ. Hoành là 11. Cây này khi mà hoa lên rực rỡ là cũng nhiều hoa lắm nha quý cô chú, nguyên một cái cành hoa luôn. Cành vàng lá ngọc đỏ. Hoa nó không có đổi màu. Mã số 6 xin giao lưu là 160k, bao sóng bao ship toàn quốc ạ. Mã số 7 là một cây dưa hấu. Chiều cao là 70. Tán ngang là 65 ạ. Hoành là 13. Mã số 7 này em xin giao lưu là 150k bao phí ship ạ. Mã số 8 là một cây tím tiết siêu hoa. Dòng tím tiết là rất là xuyên hoa luôn hả quý chú, màu hoa sáng rất là đẹp. Chiều cao là 80. Tán ngang là 55 ạ. Hoành là 13. Củ đế đặc ha quý chú. Mã số 8 em xin giao lưu là 200k, em bao sóng bao ship toàn quốc ạ. Tiếp theo mã số 9 là một cây cẩm thạch tím lá nhỏ. Chiều cao là 80. Tán ngang là 65 ạ. Cây này nó hơi cao cho nên là nó hơi nghiêng ha quý chú. Mình về mình trồng mình chỉnh sửa lại. Quanh là 11 ạ. Mã số 9 em xin giao lưu là 170k, em bao sóng bao ship toàn quốc ạ. Tiếp theo mã số 10 là một cây cẩm thạch tím luôn ạ.
Dòng cẩm thạch tím này rất là xuyên hoa luôn hết quý cô chú. Chiều cao là 90. Tán nhiên là 65. Hoành là 18 ạ. Mã số 10 này em xin giao lưu là 180k em bao phí ship ạ. Mã số 11 này cũng là một cây cẩm thạch tím luôn ạ. Chiều cao là 85. Tán ngang là 60 ạ. Hoành là 13. Mã số 11 này em xin giao lưu là 230k em bao sóng bao ship toàn quốc ạ. Tiếp theo là một cây tím bướm mã số 12. Cây tím bướm siêu hoa không cô chú? Dòng tím bướm hoa giữ rất là lâu không quý cô chú, lâu rụng ạ. Xuyên hoa rất là xuyên hoa luôn. Chiều cao là 90. Tán nhiên là 80. Hoành là 23. Cây này củ đế đặt rất là đẹp. Củ đế lực không cô chú? Mã số 12 này em xin giao lưu là 400k bao phí ship ạ. Tiếp theo mã số 13 cũng là một cây hồng lửa. Chiều cao là 1m05. Mấy ngang là 75. Cái cây này đang lên búp nụ rất là nhiều luôn hả cô chú. Hoành là 16 ạ. Mã số 13 em xin giao lưu là 300k bao sóng bao ship toàn quốc. Cây này đế số dài rất là đẹp. Mã số 14 cũng là một cây dưa hấu không ạ. Đang lên búp rất là nhiều luôn. Chiều cao là 95. Tán ngang là 75 ạ. Hoành là 18 ạ. Mã số 14 em xin giao lưu là 320k bao sóng bao ship toàn quốc ạ. Tiếp theo mã số 15 là một cây tím lửa. Chiều cao là 95. Tán ngang là 75. Hoành là 16. Mã số 15 này em xin giao lô là 300k. Tiếp theo là em sẽ mời quý cô chú anh chị mình ra khu vườn của em. Em có một số cây trang phần chậu hả quý cô chú, giao lô với quý cô chú anh chị ạ. Rồi, tiếp theo mời bà con mình cùng theo chân Ngân Nguyễn ra vườn nha bà con. Tiếp theo mình mời bà con và các bạn cùng gặp Ngân Nguyễn ra vườn nha bà con, giao lưu hoa trang. Rồi, em chào Ngân. Dạ em chào Lê ạ. Tiếp theo là em có một số cái cây trang, đây là một cây hồng phấn lá chung ha quý cô chú. Cây này là bầu đất nha quý cô chú. Chiều cao là 1m15. Cây rất là to, tàn tròn luôn. Tán ngang là 1m1 ạ. Cây này đang lên búp nụ rất là đẹp luôn. Rất là say hoa. Siêu hoa. Hoành của nó là 11 ạ. Cây này có củ đế không cô chú? Những cái rễ nó nhô nhô lên nè. Rất là nhiều luôn. Nó thân thì cỡ khoảng chừng tấc rưỡi hơn nha bà con. Dạ. Búp thì rất là sai búp luôn. Một cây hồng phấn nói chung này em sẽ giao lưu với quý cô chú là 350k bao phí ship ạ. Cây này tàn rất là to mịn như quý cô chú. Tàn rất là tròn. Cũng tàn tròn. Ở đây thì em cũng có một cây nè. Cái này em được một cặp. Một cặp hai cây. Chiều cao là 1m15 luôn ạ. Tán ngang là 1m1. Quá khủng khiếp luôn. Quanh này thì cũng 11. Cây này nó có củ đế nhô lên thấy không chú? Những cái rễ này nhô nhô lên nè. Hốc khăn này cũng là khoảng 15cm ạ. Cây này đang lên bứt chỗ đều rất là đẹp luôn. Một cây như thế này em cũng sẽ giao lưu là 350k bao phí ship ạ. Tiếp theo là một cây mỹ tím. Cây này là em trồng trên chậu thấy không chú? Cái này mình giờ mình khỏi cần phải dưỡng lại. Đang lên hoa búp rất là đẹp luôn. Chiều cao là 95. Tán ngang là 80 ạ. Cái này khi ship là em sẽ bứng giữ nguyên cái chậu này cho mình. Mình giờ mình không cần phải dưỡng lại với chú hai chậu thôi. Hoành là 8 ạ. Đang lên hoa búp cây hình chậu nữa. Mỹ tím thì cái bông nó thơm nhẹ hả quý cô chú. Một cây như thế này em sẽ giao lưu là 230k bao phí ship ạ. Cây mỹ tím thì nó
Dạ. Trong chậu sẵn rồi. Ngoài ra thì em cũng có, đây là một cây sọc bốn mặt hoa. Cây này đang lên búp luôn. Cây này cũng là một cây hừng chậu hả quý chú. Khi ship là em giữ nguyên cái chậu này cho mình luôn. Chiều cao là 85, tán ngang là 80. Cái này mình về mình gắt là nhẹ cong, mình không cần phải dưỡng, mình chỉ cần hai chậu rồi mình chơi thôi. Hoành là 6 ạ. Cây này em cũng sẽ giao lưu là 230k bao phí ship. Hương sọc. Sọc một số hoa. Cây Mỹ vàng chanh, cây này là cây Mỹ vàng chanh. Chiều cao là 80, Mỹ vàng chanh thì màu hoa rất là sáng nha quý chú. Tán ngang là 75. Hoành là 6 ạ. Một cây như thế này em sẽ giao lưu là 230k bao phí ship luôn ạ. Cây này đang lên búp nụ rất đẹp. Mỹ vàng chanh. Một thời là mưa làm gió, cây này nụ nhiều nha bà con. Tiếp theo là một cây Mỹ hường, cũng là một cây hừng chậu luôn. Chiều cao là 90, tán ngang là 75 ạ. Hoành ở đây cũng là 6. Một cây đang lên hoa bút này em cũng sẽ giao luôn Mỹ hường là 230k hả quý chú. Tiếp theo đây là một cây, cái này gì em quên Pháp. Tên đây là Pháp cam hường. Pháp hường. Đây là một cây Pháp hường. Chiều cao là 1m ạ. Tán ngang là 65. Hoành cũng là 7 ạ. Cây này nó là lá Pháp với cô chú, nhưng mà màu nó có hường hường cam cam này, mình gọi là Pháp hường đi. Pháp hường. Cây như thế này em cũng sẽ giao lưu là 230k bao phí ship luôn ạ. Thêm đây là một cái cây Mỹ cam hả cô chú. Cây Mỹ cam hình chậu rất là đẹp luôn. Chiều cao là 1m05. Tán ngang là 1m. 1m ạ. Tán ngang là 1m. Hoành ở đây sẽ là 10 ạ. Một cây Mỹ cam này em sẽ giao lưu là 250k em bao phí ship. Cây này quá trời nụ luôn rồi nè. Cây này lan lên bất nụ rất là đẹp luôn. Ở đây cũng là một cây Mỹ cam luôn quý chú. Mỹ cam này hình chậu là em được một cặp như thế này ha. Cái này mình giờ mình khỏi phải dưỡng nữa nha quý chú. Chiều cao là 95, tán ngang là 95 ạ. Hoành là 8. Cây này hình chậu lên búp rất là xuyên luôn. Một cây như thế này em cũng sẽ giao lưu là 250k bao phí ship ạ. Mỹ cam là cây cuối cùng bên em ạ. Cuối clip em xin kính chúc quý cô chú có một buổi xem kênh vui vẻ, làm ăn phát tài. Em chào và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo ạ. Rồi, em chào Ngân nha. Mến chào bà con nha. Nhà vườn Ngân Nguyễn thì có hoa trang và hoa giấy. Như bà con mình đang xem là cái khu vườn hoa giấy của Ngân Nguyễn rất là nhiều nha. Phôi, giao lưu phôi và giao lưu hoa giấy thành phẩm nha bà con. Mời bà con và các bạn mình cùng gặp Ngân Nguyễn xa những clip tiếp theo giao lưu nữa nha. Chào bà con, hẹn gặp lại bà con những clip tiếp theo ạ.